Video này được tài trợ bởi 367 Boutique, thương hiệu thời trang nam cao cấp trên Shopee Mall. Chương trình ưu đãi siêu hot chi tiết ở phần sau của video. Một lần được sống như những đứa nhóc không nhà, sống thức dậy ở một nơi xa, đó là khát khao của rất nhiều người trẻ hiện nay. Các bạn thích nhảy lên những chuyến đi chơi xa không báo trước để trốn khỏi cuộc sống phố thị chật chội và náo nức. Tuy nhiên, nếu như nhiều ngày rồi bạn không về và gia đình không liên lạc được gì cả ấy, thì đó chắc chắn không phải là một ý kiến hay. Anh chàng Aaron Ralston đã nhận được bài học này với cái giá là một cẳng tay và suýt chút nữa thì là cả tính mạng của anh ta. Aaron Lee Ralston là một vận động viên leo núi người Mỹ. Anh trở nên nổi tiếng sau khi sống sót một tai nạn leo hẻm núi bằng cách tự cắt cụt một phần cánh tay phải của mình. Và sau đây là câu chuyện ly kỳ và khó tin về hành trình sinh tồn hơn 120 giờ của anh chàng này. Một chút về tiểu sử, Aaron Ralston sinh năm 1975 tại thành phố Marion, tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ. Năm 12 tuổi, gia đình Ralston chuyển đến thành phố Denver, bang Colorado. Tại đây thì anh bắt đầu thể hiện niềm đam mê với trượt tuyết và đi phượt tiết kiệm mang theo hành lý là chiếc ba lô. Ở Việt Nam, ta thường gọi những người đi du lịch kiểu này là tây ba lô. Sau khi tốt nghiệp kỹ sư cơ khí tại Đại học Carnegie Mellon ở Pittsburgh, Pennsylvania, Ralston làm việc cho tập đoàn Intel. Trong khoảng thời gian này, anh tích lũy được kỹ năng leo núi. Năm 2002, sau 5 năm làm việc, Ralston cảm thấy kiệt sức và quyết định nghỉ việc để chinh phục đỉnh núi cao nhất Bắc Mỹ, đó là đỉnh Delaney cao 6.190m ở Alaska. Thử thách này dường như đã tiếp thêm hormone yêu leo núi cho Ralston. Anh quyết định chuyển hẳn đến Aspen, Colorado để theo đuổi cuộc sống leo núi mà anh hằng ao ước. Mục tiêu của Ralston tại điểm nghỉ chân mới đó là chinh phục tất cả các đỉnh núi Fortiners tại Colorado. Fortiner là một nickname dùng để chỉ bất kỳ đỉnh núi nào cao trên 14.000 feet, khoảng 4.270m. Hoa Kỳ có 96 đỉnh Fortiner được công nhận, trong đó Colorado là bang chiếm số lượng lớn nhất với 53 đỉnh, theo sau là Alaska với 29. Aaron dự định sẽ chinh phục tất cả các đỉnh núi một mình vào mùa đông, một kỳ tích chưa từng được ghi nhận trước đây tại thời điểm năm 2002. Tuy nhiên, kỷ lục đã không được xác lập. Vào năm 2003, trong một lần trượt tuyết trên núi Resolution cùng với hai người bạn của mình, Ralston đã bị tập kích bởi một trận lở tuyết cấp 5. Tuy không ai bị thương nghiêm trọng, thế nhưng vụ việc lần này đã khiến anh phải suy nghĩ lại về các quyết định mạo hiểm của mình. Ngày 26 tháng 4 năm 2003, anh bắt đầu hành trình chinh phục các hẻm núi ở bang Utah, miền Tây nước Mỹ, với mục tiêu đầu tiên là hẻm núi Blue John ở phía đông quận Wayne, nằm trong công viên quốc gia Canyon Lands. Nó là một lối dài và hẹp với những bức tường đá dựng đứng. Tỷ lệ giữa chiều sâu trên chiều rộng của các khe núi thường vượt quá 11 và có thể đạt tới 101. Nghĩa là một hẻm núi rộng chỉ 1 mét có thể được bao kín bởi các vách đá cao cả 100m. Do có địa hình giống như một đường thoát nước, hẻm núi có thể bị lũ quét sau một cơn mưa lớn. Đây chắc chắn không phải là nơi xa mà bạn muốn thức dậy, nhất là khi trước đó bạn đã cắt đứt mọi liên lạc với gia đình và bạn bè. Và đó chính xác là tình huống mà Aaron Ralston đã rơi vào. Ralston di chuyển qua các lối đi hẹp của hẻm núi Blue John bằng sự kết hợp giữa các kỹ năng leo trèo tự do, những cú nhảy táo bạo và leo trèo bằng dây thừng. Trong lúc di chuyển xuống những đoạn thấp hơn của khe núi, đắm chìm trong những giai điệu của nhóm nhạc yêu thích, một tảng đá đột ngột bong ra khỏi bức tường. Ralston rơi từ trạng thái hòa mình vào với sự tươi đẹp và hùng vĩ của thiên nhiên xuống trạng thái ngập trọng cức, kiểu ẩu cức. Trở lại với thực tại, Ralston đang ngã xuống khoảng vài feet. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, vũ trụ dường như đã chuyển động chậm lại. Anh nhìn lên và thấy tảng đá to tướng đang lao về phía mình. Theo phản xạ, anh giơ tay lên đẩy bản thân ra xa khỏi mối đe dọa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và rõ ràng là Aaron đã không có đủ thời gian để nhận ra rằng tảng đá quá to và động năng của nó quá lớn để anh có thể đánh bại bằng tay không. Tảng đá đập vào cánh tay trái, sau đó nghiền nát cánh tay phải vào vách hẻm núi.
Aaron Ralston đang một mình trèo lên những hẻm núi đẹp của Utah thì bị một tảng đá lệch rơi xuống cánh tay phải của anh, khiến anh bị kẹt vào giữa những bức tường và tảng đá. Ralston bị ghim chặt trong hẻm núi, bàn tay và phần dưới cánh tay phải của anh bị đè bẹp bởi tảng đá ước chừng nặng gần 400 cân. Sau khoảnh khắc choáng váng ban đầu được thiết kế bởi tiến hóa để sinh vật chiến đấu hoặc chạy thoát khỏi tình huống nguy hiểm, cơn đau ập đến. Dù sao thì cơ thể cũng nên biết tình trạng tồi tệ mà nó đang gặp phải, bộ não nghĩ vậy. Ralston chia sẻ, nếu như bạn từng vô tình bị cánh cửa kẹp vào ngón tay, đây sẽ là nỗi đau gấp 100 lần. Trong cơn phẫn nộ xúc tác bởi adrenaline, anh đã chửi thề trong suốt 45 phút cho đến khi anh khát khô và với lấy chai nước để uống. Lý trí quay về khiến Ralston ngừng chửi bới. Rất nhanh chóng, Ralston nhận ra rằng anh có nguy cơ bị chôn sống dưới đáy một khe núi giữa nơi hoang dã, cùng với một chiếc ba lô nhỏ chỉ chứa một ít nước, hai chiếc bánh burrito và vài miếng sô-cô-la. Anh mang theo một số thiết bị điện tử hiện đại, đó là tai nghe và máy quay phim, thế nhưng lại không có điện thoại gì đâu, và dù sao đi nữa thì khu vực này cũng chẳng có sóng. Điều ngu ngốc nhất đó là anh ta chẳng nói cho bất cứ ai biết mình sẽ đi đâu. Không ai biết anh bị mắc kẹt và anh sẽ không bao giờ được tìm thấy. Ralston bắt đầu làm điều mà bất cứ ai ở trong hoàn cảnh của anh cũng sẽ thử đầu tiên. Anh dùng một con dao nhỏ dài khoảng 5cm trong bộ công cụ rẻ tiền của mình và bắt đầu đục đẽo tảng đá một cách vô ích. 2000 years later. Dù là một người leo núi rất cừ, Ralston có vẻ như vẫn không thực sự hiểu thứ mà anh vẫn leo trèo suốt cả năm qua. Đá được hình thành qua hàng triệu năm thông qua sự tích tụ dần dần của các lớp trầm tích dưới áp suất ngày càng lớn của vô số lớp vật chất phía trên chúng. Và rõ ràng, con dao cùn ghẻ rẻ tiền làm từ thép phẩm cấp thấp của Ralston sẽ không thể đưa anh thoát khỏi tình huống hiểm nghèo. Sau 2 ngày đục đẽo, Ralston nhận ra rằng anh sẽ chết vì kiệt sức trước khi mà tảng đá đủ mẻ để giải phóng cánh tay. Vận dụng tất cả đồ nghề của một vận động viên leo núi, chàng trai 28 tuổi đã tạo ra một giải pháp thông minh hơn. Anh vòng dây qua tảng đá, buộc nó vào hệ thống dòng dọc mà anh sử dụng để leo hẻm núi quái quỷ này. Chiếc dòng dọc được cắm vào vách hẻm núi và dường như là đủ chắc chắn để chịu được khối lượng của tảng đá. Dòng dọc là những cỗ máy đơn giản nhưng vô cùng lợi hại. Chúng có thể thay đổi hướng của một lực, giúp chúng ta di chuyển vật nặng dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu như muốn nâng một vật nặng lên cao, ta có thể nâng nó thẳng lên. Sẽ hại cột sống nếu như bạn nâng không đúng kỹ thuật. Hoặc bạn có thể dùng dòng dọc và nâng vật lên bằng cách kéo một đầu dây xuống. Bằng cách này, ta có thể lợi dụng trọng lực để khối lượng của bản thân chúng ta cung cấp một phần lực kéo. Và còn tuyệt vời hơn nữa khi bạn sử dụng một hệ thống dòng dọc gồm nhiều bánh xe. Càng nhiều bánh xe được sử dụng, lực cần để nâng vật sẽ càng nhỏ hơn so với trọng lượng của vật. Dĩ nhiên, lợi về lực thì thiệt về quãng đường, bạn sẽ cần phải kéo sợi dây một đoạn dài hơn. Kế hoạch nghe có vẻ hoàn hảo. Rất tiếc, Ralston lại thất bại vì một yếu tố không ngờ tới. Những sợi dây leo núi quá to giãn và anh ấy không thể đạt được độ căng cần thiết. Chút sức lực ít ỏi của anh thay vì di chuyển tảng đá lại bị dồn vào việc kéo giãn những sợi dây thừng. Thiết kế này cốt là để hấp thụ một phần xung lực từ cú rơi của những người leo núi giúp cứu mạng họ, thế nhưng lại đang giết chết Ralston ít nhất là về mặt tinh thần. Anh sắp cạn ý tưởng và cũng sắp hết nước và đồ ăn. 350ml nước, hai cái burrito, một loại bánh mì cuộn của Mexico có vỏ làm từ bột mì, nhân gồm thịt, trứng và rau và vài mẩu sô-cô-la vốn chỉ đủ cho một người lớn trong một ngày hoặc nửa ngày nếu như anh ta phải lao động nặng. Ralston đã rất thông minh khi chỉ nhấm nháp từng ngụm nước nhỏ và từ từ ăn lượng thức ăn ít ỏi của mình. Tuy nhiên, sau 72 giờ cố gắng nâng và phá vỡ tảng đá, Ralston mất nước và bắt đầu xuất hiện những cơn mê sảng. Những cuộc hội thoại có bản chất là một cuộc độc thoại hoang tưởng bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, ngay cả trong trạng thái ảo giác đó, Aaron cũng không quên tìm cách thoát khỏi hẻm núi. Anh loại trừ lựa chọn tồi tệ nhất, đó là tự tử. Sau đó, anh tự thuyết phục bản thân thực hiện một giải pháp không kém phần tồi tệ và kinh dị. Một giải pháp có lẽ từng xuất hiện trong đầu anh từ những ngày đầu tiên, thế nhưng phải đến khi đã hết lựa chọn, nó mới buộc phải trở thành một lựa chọn.
Aaron Ralston phải tự cắt cụt một phần cánh tay phải của mình. Ngay khi con dao chạm lên cánh tay, Ralston nhanh chóng nhận ra rằng nó quá cùn để làm điều đó. Anh ước rằng mình đã mua một bộ dụng cụ đa năng tử tế thay vì thứ quái quỷ rẻ tiền kia. Sau 100 giờ mắc kẹt, sau tất cả những sự đói, khát, kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, Ralston sau cùng đã tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Anh bắt đầu chấp nhận sự thật tàn nhẫn rằng anh sẽ bỏ mạng tại hẻm núi này. Ralston bắt đầu phải uống nước tiểu để cầm hơi. Anh dùng dao khắc tên, ngày sinh và ngày mà anh cho rằng mình sẽ mất, ngày thứ 5 kể từ khi mắc kẹt lên vách hẻm núi, đồng thời quay lại video nói lời tạm biệt cuối cùng cho gia đình. Anh chắc chắn rằng mình sẽ không thể qua nổi đêm nay. Tuy nhiên, số phận lại chưa cho phép điều đó. Tết nhất đến nơi rồi, anh chị em có gì mặc chưa? Nếu chưa thì đây, áo sweater nỉ da cá dày dặn, chiếc áo unisex đơn giản, trẻ trung, cần mọi outfit. Siêu phẩm đến từ thương hiệu Shopee Mall 367 Boutique, thời trang cao cấp trên Shopee Mall. Nhân dịp ra mắt bộ sưu tập áo nỉ mới toanh, 367 Boutique tung cho anh em điều siêu hời, giá trải nghiệm áo nỉ chỉ 199k duy nhất trên Shopee Mall. Anh em đừng vội thắc mắc vì sao trên ảnh để giá 229k, đây là ưu đãi dành riêng cho anh chị em VFactor mình đây nhá. Nhập ngay mã 367BVF30K, giảm 30k cho riêng siêu phẩm áo nỉ đây. Chỉ với 199k, anh em sở hữu ngay chiếc áo nỉ quốc dân trẻ trung, trendy, giá gốc tới 449k. Phong áo unisex, nam nữ mặc đều được. Anh em có người yêu múc ngay một cặp mặc thành áo đôi thì nó lại quá là hợp lý luôn. Chất liệu nỉ da cá dày gấp đôi như chiếc áo anh em thường thấy, nghe đâu nặng đến nửa cân. Chất liệu da cá dệt siêu mềm mịn, không xù, không bài rão, đa thế mặc lên người nhìn còn trẻ trung, mặc đôi, mặc nhóm thì phải gọi là hết nước chấm, nhưng nhớ là đừng chấm nước mắm nha. Đây là cơ hội có 102 cho anh em trải nghiệm những sản phẩm cao cấp với giá không thể bình dân hơn. À, nhớ áp mã 30k độc lạ, à, độc quyền mà VFact xin mãi shop mới trỏ đấy nhá. Như thường lệ, shop vẫn dặn là áo không mềm không thích thì xin cứ trả lại hàng. Ghé ngay Shopee Mall 367 Boutique để sở hữu món hời chỉ 199k cùng vô vàn các sản phẩm cao cấp khác. Bấm vào đường link trong mô tả và top comment để sở hữu ngay chiếc áo nỉ cao cấp chỉ 199k nha anh em ơi. Vào giữa đêm thứ 5, trong cơn ảo giác vì đói, mất nước và cái lạnh 3 độ C, Ralston nhìn thấy một cậu bé. Anh trải nghiệm trạng thái ngoài cơ thể, còn gọi là xuất vía hay thoát xác. Một hiện tượng mà trong đó một người dường như nhận thức được thế giới từ một vị trí bên ngoài thể xác của họ. Hãy nghĩ đến bác sĩ Trang nếu như bạn đang cảm thấy khó hình dung. Trong ảo ảnh đó, Aaron nhìn thấy anh ta với cánh tay phải bị cụt đang chơi đùa cùng đứa bé. Ảo ảnh đó đã thay đổi tất cả. Nó đưa Aaron Ralston từ trạng thái sẵn sàng buông bỏ, tuyệt vọng chờ đợi cái chết, trở lại tràn đầy hy vọng và niềm tin vào sự sống. Anh tin rằng trải nghiệm vừa rồi không phải là ảo giác, nó là tín hiệu của vũ trụ, của Chúa Trời, là một cảnh cắt ra từ tương lai của anh, một tương lai mà anh sống sót ra khỏi đây và thậm chí có một đứa con trai kháu khỉnh. Sáng ngày thứ 6, Ralston bị đánh thức bởi mùi gì đó khó chịu. Anh nhận ra rằng máu đã ngừng lưu thông từ lâu và cánh tay của anh bắt đầu phân hủy. Cơn phẫn nộ lại ập đến và anh muốn xé toạc nó ra. Và trong lúc điên cuồng vật lộn để tách cánh tay ra khỏi tảng đá, Ralston cảm thấy xương cánh tay dường như bị uốn cong. Anh giật mình nhận ra anh có thể dùng tảng đá như một điểm tựa tuyệt đối để bẻ gãy xương cẳng tay của mình. Anh lao về phía tảng đá một cách tức giận và rồi crack, tiếng xương gãy giòn rụm là âm thanh tuyệt vời nhất mà anh nghe được suốt 6 ngày vừa qua. Sau khi lo liệu phần cứng, anh chàng 28 tuổi xử lý nốt phần mềm. Anh dùng chất ống uống nước buộc chặt cánh tay phải như một chiếc garo để ngăn mất máu trước khi tiến hành ca phẫu thuật của đời mình. Ralston phủi đi một ít đất cát mắc trong ngón tay cái bị kẹt và giật mình khi thấy một miếng thịt bong ra giống như là lớp màng trên một nồi sữa được nấu sôi vậy. Trái với vài ngày trước, con dao cùn trượt vào phần thịt cẳng tay của anh ta một cách nhẹ nhàng giống như thể anh đang cắt một miếng bơ vậy. Ngay khi mũi dao đi vào, một mùi hôi thối sộc giá nhức mũi. Sự phân hủy đã khiến phần thịt trở nên giống như một khối thạch. Nó khiến công việc của Aaron tuy bốc mùi một chút nhưng dễ dàng và đỡ đau đớn hơn rất nhiều.
Anh dùng con dao cắt từng chút thịt khỏi cánh tay và dùng kìm cho phần gần cứng và dài hơn. Roston đã dùng tay trái cắt cụt tay phải trong khoảng 1 giờ. Trong quá trình đó, anh cẩn thận không làm đứt các động mạch chính để chúng lại cuối cùng. Sau khi thoát khỏi sự kìm kẹp của tảng đá và vách núi, Roston bằng một tay trèo ra khỏi hẻm núi, trượt xuống bức tường thẳng đứng cao khoảng 20 mét, sau đó đi bộ ra khỏi hẻm núi. Những tưởng đây đã là cái kết đẹp cho anh chàng đầy bản lĩnh này, thế nhưng chưa. Tình thế hiện tại của Roston vẫn hết sức nguy cấp. Anh cách phương tiện của mình 13 km và không có điện thoại. Tệ hơn, Roston đứng trước nguy cơ chảy máu đến chết. Anh đã mất 18 kg kể từ khi mắc kẹt và mất khoảng 25% lượng máu. Trong game, bạn có thể sống sót với chỉ một máu. Ngoài đời, bạn sẽ tử vong nếu như vạch máu tụt xuống dưới 60%. Tuy nhiên, trời không phụ lòng người. Sau gần 10 cây số quốc bộ, Roston bắt gặp một gia đình người Hà Lan đang đi nghỉ tại đây. Họ cho anh ăn và uống, sau đó tức tốc thông báo cho chính quyền. 4 tiếng kể từ khi tự cắt cụt cánh tay phải, Aaron Roston được giải cứu bởi chiếc máy bay trực thăng được gia đình cử đi để tìm kiếm anh. Cuối cùng, một cái kết đẹp. Về phần Roston, sau khi hoàn toàn bình phục, anh đã biết ơn bộ dụng cụ đa năng rẻ tiền và quá cùn để cắt đứt cánh tay của anh ngay trong lần thử đầu tiên. Nếu như nó quá sắc bén và anh quyết định cắt cụt cánh tay của mình từ những ngày đầu tiên trước khi mà cánh tay chết vì thiếu máu và quá trình phân hủy bắt đầu, nhiều khả năng anh đã chảy máu đến chết. Trong khi đó, nếu như anh không đủ dũng cảm để thực hiện cả phẫu thuật khủng khiếp đó, anh ta chắc chắn sẽ được tìm thấy trong trạng thái phân hủy mạnh vài ngày sau đó. Trên thực tế, tại thời điểm Roston được giải cứu, đội tìm kiếm cứu nạn đã thu hẹp phạm vi tìm kiếm xuống khu vực hẻm núi. Nghĩa là trái với suy nghĩ ban đầu của mình, chàng trai trẻ sẽ được tìm thấy, chỉ là anh có thể sống sót để chờ đến lúc đó hay không. Nghĩ mà xem, nếu Roston mang theo nhiều đồ ăn và nước uống hơn, có thể anh đã bình tõm chờ đến lúc được giải cứu và thế giới mất đi một câu chuyện phi thường về bản lĩnh và nghị lực sống. Bàn tay và cánh tay đứt lìa của Roston về sau được chính quyền công viên quốc gia Canyon Lands tìm thấy bên dưới tảng đá. Theo như một chương trình truyền hình, cần tới 13 người đàn ông, một chiếc tời và một kích thủy lực để có thể di chuyển tảng đá và thu thập phần cơ thể của Roston. Cánh tay sau đó được hỏa táng và cho cốt được trao lại cho chủ nhân của nó. Vào ngày sinh nhật tuổi 28, 27 tháng 10 năm 2003, Aaron đã trở lại hiện trường vụ tai nạn cùng với người dẫn chương trình truyền hình Tom Brokaw và một ekip quay phim để thực hiện một chương trình đặc biệt có tên là Những ngày tuyệt vọng ở hẻm núi Blue John, Desperate Days in Blue John Canyon. Anh đã giải cho cánh tay của mình tại đây, nơi mà anh cho là chúng thuộc về. Câu chuyện phi thường và hơi ghê rợn của Aaron Roston đã truyền cảm hứng cho bộ phim 127 giờ của đạo diễn Danny Boyle với tài tử điển trai James Franco thủ vai Aaron Roston. Boyle đã quay bộ phim tại chính xác nơi mà Roston đã gặp nạn, thế nhưng cũng thêm thắt một số tình tiết hư cấu để bộ phim trở nên nghệ thuật hơn. Roston cho biết là anh đã xem bộ phim đến 8 lần và lần nào cũng khóc vì xúc động. Phần cảnh cắt cụt tay trong phim được đánh giá là tương đối đáng sợ và ám ảnh. Nó đã khiến một số khán giả tại Toronto, Canada ngất xỉu. Về phần mình, Roston đã ghi lại trải nghiệm nhớ đời của anh trong một cuốn tự truyện có tựa đề Giữa một tảng đá và một nơi khó khăn, Between a Rock and a Hard Place. Và còn tuyệt vời hơn nữa khi mà ảo giác Roston nhìn thấy trong đêm cuối cùng ở hẻm núi đã trở thành sự thật. Vợ của anh đã sinh cho anh một cậu con trai kháu khỉnh vào tháng 2 năm 2010. Thật tiếc là ảo ảnh năm xưa không cho anh biết trước rằng anh sẽ ly hôn vợ vào đầu năm 2012. Bạn đang tự hỏi liệu Aaron Roston có còn dám leo núi hay là tham gia các môn thể thao mạo hiểm sau sự kiện kinh khủng đó không chứ gì? Ôi trời, leo mạnh luôn bạn nè! Roston từng chia sẻ rằng việc sống sót sau khi bị mắc kẹt tại hẻm Blue John đã mang lại cho anh cảm giác bất tử và thậm chí là khiến anh ngày càng liều lĩnh hơn trong những chuyến hành trình. Không lâu sau khi bình phục hoàn toàn, Roston đã leo núi trở lại. Anh chinh phục thành công Aconcagua, ngọn núi cao nhất châu Mỹ, ngọn núi cao nhất nằm ngoài châu Á và ngọn núi cao nhất nằm bán cầu vào năm 2005. Núi Aconcagua nằm trên dãy Andes ở tỉnh Mendoza, Argentina.
Cũng trong năm 2005, Ralston trở thành người đầu tiên lên đỉnh tất cả các ngọn Fortiner cao trên 14.000 feet ở Colorado một mình vào mùa đông. Sự mạo hiểm ngày càng mất kiểm soát của Ralston có lẽ là nguyên nhân chính khiến bạn gái chia tay anh vào năm 2006. Anh suy sụp và chán nản sau sự ra đi của bạn gái. Thế cơ mà núi thì vẫn cứ là phải leo nha anh chị em. Năm 2008, Aaron Ralston tiếp tục chinh phục Everest, nóc nhà của thế giới. Cũng trong năm này, anh đặt bút ký vào bản hợp đồng tư vấn cho chuyến thám hiểm của Eric Larson đến cực Bắc và cực Nam. Anh em thấy chưa, tay phải có thể mất, bạn gái cũng có thể mất, chứ riêng cái đam mê thì có mà mất bằng niềm tin. Anh chị em nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để đón chờ các video cực bánh cuốn của VFX trong tương lai nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!